Tết tử con không lúa giống của Honda lắm con, Honda X35 của Thái Lan này nhiều lắm rồi chú ơi. Lên Thái Lan luôn. Mình thấy ít đó. Ồ chế biết nào đầy hết. 4 thì. Nhớt đổ đó nha con. Cho nó không làm luôn nguyên con mà gích luôn hay là. Rồi. Cho nó hiểu luôn ha. Rồi. Nó là phun thuốc. Giống. Vừa vừa thôi nó không xì đâu. Rồi đổ cho em. À đúng rồi. Đúng rồi. Này có chất lượng nè, biết lao trước khi đổ nè. Tại vì ngâm trong nước. Sợ cháy á. Đây không ngờ khí hậu nóng dữ lắm. Rồi ok, kéo le xuống. Rồi. Rồi le lên. Ok không? Rồi, anh nào cũng thử rồi. Lên da đem. Ê, cầm ra ngoài đi, dính ra ngoài đi. Le mới chạy ra nhỏ đó. Thổi cho hé nó mát thôi. Đây ra anh. Ra ra, để xuống đi, để xuống đi. Cái gì vậy? Thổi vô cây này ơi. Cái này nè. Rồi lên ra đi ấy. Đây đúng không? Ừ. Gió gì vậy? Lên ra Kéo ra khỏi cái nắp kia. Đúng rồi. Đồ gà đó. Lên nữa đây. Nhân mới không ạ? Rồi giật nhẹ thôi. Đó. Được rồi, khỏi rồi. Khóa thử hoài. Rồi với thùng cảnh đi. Để cho tắt luôn ha, buông ra. Rồi. Nguyên cái bọc luôn, ôm nguyên cái bọc luôn anh. Lấy bọc trùng lại thì hết trời. Ê, anh quả anh ra dễ hơn không? Vậy hả? Rồi. Rồi, đồ đang nóng, đụng kìa. Đang nóng rồi để anh. Nó không chạy được đâu, mấy này nó qua chạm hết rồi. Ê, nãy bỏ nhẹ nhàng lắm á. Từ từ thôi. Rồi, ok đó. Ok. À đúng rồi. Nè không đủ nha, con trai nha. Về bật cái đó không đủ. Cho tê mấy. Cái gùi lấy để dành đi anh. Cái gùi đó. Cái gùi đó ra. Đạt bỏ ra cái này nữa không?
Đâu. Tháo ra không?